Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái phiên bản OB15 nha mọi người. Thế anh em có thể thấy được rằng là đối với phiên bản OB15 này thì cỏ nó sẽ cao hơn rất nhiều nha các bạn ơi. Đấy, cỏ nó cao như này thì anh em sẽ rất là dễ dàng ẩn nấp nhá. Với lại thì mình cảm giác là đồ họa nó sẽ chân thật hơn rất là nhiều so với phiên bản OB14 nha các bạn ơi. Nó sẽ mang tính kiểu như là 3D hơn. Đấy, còn phiên bản OB14 thì nó lại giống hoạt hình quá mọi người ạ. Đấy, anh em thấy chưa ạ? Đó, cỏ rất là cao luôn nha mọi người. Và đây thì anh em có thể thấy được rằng là ở đây sẽ bổ sung thêm một cái khu vực, đó là khu vực trường tập bắn nha các bạn ơi. Đó, kẹo đang cầm trên tay cái khẩu súng Format này. Wow, mình thấy là cái khu vực trường tập bắn này nó khá là giống đối với cái khu vực đó là sân gôn của phiên bản OB14 trong đảo thiên đường nha mọi người. Đó, và nó sẽ có những cái bia, và anh em hoàn toàn là có thể là bắn nổ được những cái bia luôn nha các bạn ơi. Đấy, anh em thấy là cái khu vực trường tập bắn này có thú vị không ạ? Nếu như mà anh em thấy thú vị thì hãy comment ngay bên dưới video nha anh em. Đây, nó chỉ là cái phiên bản beta thôi nên là rất là cần những cái sự góp ý của mọi người. Đó, anh em thấy là có hay không ạ? Quá là hay luôn nha. Và kẹo sẽ chạy qua phía này coi các bạn ơi. Wow, để coi là chúng ta sẽ có gì đây mọi người. Ui, như vậy là một khẩu súng VSS này. Đó, ở đây thì nó sẽ có những cái khẩu súng sẵn để cho anh em là có thể là tha hồ tập bắn nha các bạn ơi. Ok, với VSS thì tất nhiên là chúng ta sẽ làm bắn mục tiêu nó chuẩn hơn rất là nhiều so với những cái khẩu súng kia. Đó, úi dồi ôi anh em thấy là kẹo bắn có dễ không ạ? Nào, chúng ta sẽ cùng ra phía này coi nè các bạn ơi. Wow, xem là ở đây có gì không nhỉ các bạn ơi. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái như này anh em ạ. Những cái rào chắn được làm bằng những cái kiểu như là bao cát anh em ạ. Thì đây nó là một cái khu vực mình thấy là nó khá là thú vị nhá. Nếu các biết là phiên bản OB15 thì còn cập nhật gì nữa hay không? Đó, ui. Bây giờ thì mình sẽ thử xem nào anh em ơi, bắn vào cái bia này nào. Ui, có một vài cái bia đổ ở trong khu vực đó là sân tập bắn nha các bạn ơi. Đây, ở đâu? Chính xác hơn thì nó là khu vực trường tập bắn nha mọi người. Sorry anh em là kẹo lại nói hơi bị sai sai một xíu này. Ok, và kẹo đã có được ngay một khẩu súng phóng lựu M79 nha các bạn ơi. Bắn thử vào cái bia con nào anh em ơi. Xem là bia có nổ hay không nhỉ? Ui, với M79 thì nó lại không có tác dụng với bia mọi người ạ. Tức là anh em bắn súng bình thường thì được, chứ còn là M79 thì hầu như là vô tác dụng nha mọi người. Ui, lại còn bị phản đam lại nữa. Ok các bạn ơi, ở đây thì sẽ có thêm cả những cái bụi cỏ nữa. Thế anh em thấy được rằng là cái khu vực này nó có thú vị không ạ? Có rất là nhiều những cái vị trí để cho anh em có thể gọi là ẩn nấp thoải mái nha các bạn ơi. Ngoài ra thì có cả nấm nữa. Đấy là những cái mà mình muốn trải nghiệm với anh em về cái khu vực mới đó là trường tập bắn nha mọi người. Còn cái lượng đồ đạc thì nó lại vô cùng là phong phú. Cái này thì nó sẽ thay thế cho cái khu vực đó là làng chài trong đảo quân sự nha các bạn ơi. Ok, khá là hay, mình thấy là càng ngày thì game nó càng chân thật hơn nhiều các bạn ơi. Đấy, thì anh em có thể thấy được rằng là đối với phiên bản OB15 này ấy, thì cỏ nó cực kỳ cao luôn. Đấy, và anh em thấy là nó xuất hiện thêm những cái bia này thì thật sự là hay. Anh em nào mà chơi gà là có thể là qua đây và tập bắn headshot nha các bạn ơi. Ok, sẽ lượn lờ thử coi. Ngoài ra thì mấy cái công trình bên cạnh thì nó sẽ không có nhiều thay đổi nha các bạn ơi. Mình nghĩ là tại sao game Free Fire thì nó lại không như kiểu là làm thêm một cái bản đồ mới. Game ra mắt thì hơn 1.5 năm rồi nhưng mà mới chỉ vẹn vẹn đó là hai cái bản đồ, đó là đảo quân sự với lại đảo thiên đường. Ngoài ra thì chế độ thủ zombie thì sẽ có thêm một cái bản đồ mới nữa. Đấy, cái mình cần nó sẽ là một cái bản đồ nó to hơn anh em ạ. Hoặc là một bản đồ ví dụ như là có thể là ghép hai đảo quân sự với lại đảo thiên đường lại. Đó, anh em thấy là cái ý tưởng này thì có hay không ạ? Ok, và nếu như mọi người có bất kỳ một cái ý kiến góp ý gì thì hãy comment ngay bên dưới video nhé. Để mình có thể là cùng những cái nhà phát triển bên Ghana Free Fire mình sẽ đề xuất cho người ta. Đấy, để có thể là thay đổi game, mang đến cho anh em những cái trải nghiệm tốt nhất nha mọi người. Ok, thiết kế khá là hay khi mà có những cái dốc sẵn để cho anh em là có thể là chạy ra ngoài một cách dễ dàng nhá. Ok các bạn ơi. Ui, lần lờ qua thử mấy khu này coi nào. Đấy là những cái thay đổi của phiên bản OB15 về bản bản đồ. Còn tôi nghĩ là đối với phiên bản nào thì sẽ có sự xuất hiện thêm súng mới này trong những cái thông báo tiếp theo nha các bạn ơi. Nào, chúng ta sẽ chạy lên phía trên này coi anh em ơi. Đấy, cỏ cao anh em có thể là ẩn nấp thoải mái luôn. Và tôi có cảm giác là cái cỏ này nó rất là chân thực khi mà có cả những cái bông cỏ nữa nha các bạn ơi. Đấy, anh em thấy là có hay không ạ? Ok, và chúng ta sẽ cùng chạy bot thế nào anh em ơi. Vì đây là cái bản thử nghiệm nên là chúng ta sẽ quan tâm về cái việc như là
cùng mình trải nghiệm về những cái sự thay đổi của phiên bản OB15 thôi. Chứ còn là chúng ta chẳng cần cứu mạng làm gì cả. Ok, let's go anh em ơi. Chúng ta sẽ qua phía này nào anh em ơi. Ồ, lên trên này thử coi anh em ơi. Đấy, anh em có thể thấy là đồ họa này. Đất này có vẻ như là chân thực hơn anh em ạ. Đấy, ok. Cỏ cao như này thì cũng thoải mái rồi. Đây, hiện tại thì kẹo đang chạy vào trong bo anh em ạ. Đó, cỏ nó khá là cao nè anh em. Như kiểu là bò nằm thoải mái luôn và không phải ngại gì cả. Let's go nào các bạn ơi. Chúng ta sẽ qua thử phía này coi. Đấy, các thiên nhiên thì liên tục giết nhau nhưng mà kẹo thì mặc kệ. Bởi vì là đây là thử nghiệm thôi anh em ơi. Let's go. Chúng ta sẽ qua thử phía này coi anh em ơi. Ui, đậu xanh. Có thấy gì đâu nhỉ các bạn ơi. Đó, nói chung là mình chỉ thích nhất là cái cỏ của phiên bản OB15. Nó rất là cao và anh em có thể là nằm nấp thoải mái thôi. Chứ còn là cái khu vực chuẩn tập bắn thì nó cũng là một sự thay đổi của phiên bản OB15. Nhưng mà mình thấy là thay đổi không có nhiều nha các bạn ơi. Chắc là chúng ta sẽ phải chờ thêm anh em ạ. Chờ thêm thời gian để Ghana Free Fire chỉnh sửa những cái lỗi, cũng như là update cập nhật thêm những cái thông tin mới về phiên bản OB15 nha các bạn. Đó, ngoại trừ là đồ họa nó trở nên chân thực hơn thì kẹo không thấy là có bất cứ một cái thay đổi nào cả. Nhưng mà nếu mà game càng ngày càng đẹp, càng tốt hơn thì anh em chơi sẽ khá là hay nhá. Đấy là những cái mà kẹo muốn truyền đạt với anh em trong cái video này nha. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.